chào tất cả các bạn. Chúng tôi đã quay trở lại với livestream của Bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại phòng tiểu phẫu của Bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam 190 Trường Chinh. Bên cạnh nơi đây là hình ảnh mà bác sĩ đang chuẩn bị thực hiện đo vẽ và bác sĩ đang chuẩn bị làm đến quy trình là bấm mí cho khách hàng. Các bạn có tò mò là quy trình mà bác sĩ sẽ tạo nếp mí cho khách hàng như thế nào không ạ? Bây giờ thì chúng ta hãy cùng gặp bác sĩ Rose để được bác sĩ phân tích một chút về quy trình mà làm bấm mí như thế nào nhé. Xin chào bác sĩ ạ. Chào các bạn đến với Bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam nha. Hôm nay mình livestream trực tiếp cho các bạn trường hợp là bấm mí multipoint tại Bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam. Đây là những trường hợp khách hàng da thừa ít và tuổi nó còn ít, da thừa ít, cho nên khách hàng có chỉ định là bấm mí. Khách hàng mong muốn là với khuôn mắt của khách hàng là khuôn mắt tương đối nhỏ, cho nên mình tạo một nếp mí vừa, không to quá. Nếu nếp mí mà to quá nó không phù hợp với khuôn mắt các bạn nhé, bởi vì con mắt nhỏ mà tạo nếp mí to là nó không phù hợp, cho nên tư vấn cho khách hàng là nếp mí vừa. Cho nên đây là mình đang thực hiện quá trình bấm mí tại Bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam mà bác. Các bạn nhìn thấy khách hàng không có cái tình trạng đau đớn trong quá trình làm của bạn nhé. Các bạn có thể thấy ở đây ạ, các bạn có thể nhìn qua một chút, đây là hình ảnh trước phẫu thuật của khách hàng nhé. Ở đây các bạn có thể thấy rõ là khuôn mắt của khách hàng khá là nhỏ và gần như là không có nếp mí luôn ạ. Khách hàng có mắt một mí nên là chúng tôi đã bác sĩ đã ra chỉ định là bấm mí cho khách hàng để tạo hai nếp mí tự nhiên nhất. Thưa bác sĩ, là khi mà mình bấm mí như thế này là mình sử dụng công nghệ gì ạ? Mình bấm mí multipoint tạo ra một cái mí đa điểm, tạo nó đồ vòng của các cái điểm nó đều nhau. Các bạn chờ khoảng 2 phút nữa tôi sẽ được một cái mí bên này, thì mình sẽ cho các bạn xem cái kết quả của một cái mí multipoint các bạn nhé. Như các bạn có thể thấy ở đây là bác sĩ đang thực hiện bấm mí cho khách hàng và gần như là không sưng, không đau. Vì khách hàng của chúng tôi thì nằm rất là thoải mái, thư giãn đúng không ạ? Thưa bác sĩ, là mình quá trình mình làm như thế này thì sẽ mất khoảng bao lâu ạ? À, quá trình mình làm mất khoảng 10 đến khoảng 3 phút các bạn nhé. Bên này của mình sắp xong rồi đấy. Rất nhanh, chúng ta đã có một nếp mí đẹp rồi đúng không ạ? Ừ. Chúng ta có thể phỏng vấn với khách hàng một chút. Đây, các bạn cho các bạn ngồi dậy, các bạn xem bên bấm mí và bên trên. Chị ngồi dậy. Mời bác nhìn lên. Nhìn lên, nhìn lên. Wow, đẹp quá. Đây. Đây là khách hàng của chúng ta các bạn đến bấm mí với chúng ta. Tôi đã thực hiện khoảng 3 phút xong một bên, một cái mí ở bên phải của bên cạnh tôi đây, còn một cái mí nữa là bên này thì chúng tôi chưa thực hiện. Các bạn có thể so sánh quá trình một bên bấm mí hoặc một bên chưa bấm mí. Em nhìn lên em, các bạn có thể thấy ở đây là sự cải thiện rõ ràng giữa hai bên đúng không ạ? Okay, chúng ta có thể phỏng vấn khách hàng một chút. Là thưa chị, trong quá trình mà bác sĩ thực hiện thì chị có cảm thấy đau không ạ? Không ạ. Không đau đúng không ạ? Hiện tại thì khách hàng của chúng tôi chưa được nhìn nếp mí của mình, nhưng mà tôi tin chắc là sau khi mà vị khách hàng của chúng tôi nhìn thấy nếp mí của mình hiện tại thì chị sẽ rất hài lòng. Còn bây giờ thì chị có thể nằm xuống và bác sĩ sẽ thực hiện nốt cho chị bên còn lại nhé. Rồi, bác sĩ nhìn đi. Thưa bác sĩ, là trong quá trình mình làm như thế này thì bác sĩ sử dụng chỉ gì để thực hiện cho khách hàng ạ? Cái chỉ này mình cũng thường thuộc ra từng cái da của khách hàng các bạn nhé. Nếu có trường hợp sơ nhiều da dày thì mình sẽ dùng những cái sợi chỉ nó to hơn, và là số càng to thì sợi chỉ nó càng bé, nhưng cái số bé sợi chỉ ngược lại, số bé sợi chỉ càng to thì tùy theo được từng với đôi mắt một các bạn nhé. Đây, các bạn xem một công đoạn tiếp của bấm mí một bên còn lại. Chỉ này thì chúng ta không cần các chỉ đúng không ạ? Chỉ này là nó ở giữ cái nếp mí của chúng ta suốt đời các bạn nhé. Bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam thì bảo hành nếp mí cho khách hàng trọn đời các bạn nhé. Hiện tại thì bác sĩ đang thực hiện bấm mí một bên mắt còn lại cho khách hàng ạ. Sau khi mà chúng tôi thực hiện, là bác sĩ thực hiện như thế này thì chúng tôi sẽ like cái kết quả mà bác sĩ sau khi bấm mí xong cho các bạn, để các bạn có thể thấy luôn được nét mí của khách hàng sau khi bấm mí như thế nào ạ. Hiện tại thì chi phí của dịch vụ bấm mí tại Bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam đang có chi phí là 9 triệu. Và hiện tại chúng tôi đang có rất là nhiều chương trình ưu đãi dành cho các quý khách hàng. Các bạn hãy cùng đến với Bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam để được tư vấn và thực hiện dịch vụ.
Hiện tại thì chúng tôi đang có hai cơ sở. Cơ sở thứ nhất là 190 Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội. Cơ sở thứ hai là 84A và huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta không làm phiền bác sĩ nữa. Các bạn có thể theo dõi nốt về quá trình mà bác sĩ sẽ thực hiện cho khách hàng như thế nào nhé. Như các bạn thấy ở đây là nếp mí của khách hàng đang dần hiện lên rồi đúng không ạ? Gần như là không chảy máu ạ. Đối với dịch vụ bấm mí như thế này thì bác sĩ sẽ chỉ tiêm một lượng thuốc tê rất là ít để giảm thiểu cái tình trạng sưng nề cho khách hàng các bạn nhé. Thấy thao tác của bác sĩ thì rất là nhanh. Rất nhanh thôi là chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng cái đôi mắt của khách hàng sau khi bác sĩ thực hiện xong nhé. Bác sĩ ơi, bấm mí thì có cần phải cắt chỉ không ạ? Bấm mí là không cần gài cắt chỉ vào nha. Nếp mí này chỉ nó giữ nếp mí của các bạn ở trong mí luôn. Mở mắt lên đi. Sau khi mình làm xong như thế này thì khách hàng của chúng ta có cần kiêng khem gì nữa không ạ? Mở mắt lên. Đây. Mở ăn đi. Để chơi cho khách hàng xem em hiện tại thì bác sĩ đã thực hiện xong hai bên cho khách hàng rồi. Các bạn có thể theo dõi ở đây là nếp mí của khách hàng hai bên đã rất là đều, rất đẹp. Với đặc điểm nhận mí của tại bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam, các bạn có thể điều chỉnh mí sau khi đã nhận các bạn nhé. Giờ ví dụ hai nếp mí đều, tôi muốn một bên nếp mí nó to hơn, tôi sẽ làm được to hơn các bạn nhé. Ví dụ này, bên này tôi sẽ làm được to hơn đây, tí nữa tôi lại sửa lại các bạn, nhưng mà không sao. Đây làm to hơn, tôi sẽ to hơn được ngay đấy. To nhỏ là tùy thuộc vào bác sĩ nhé. Mở bắt lên em, nhìn được. Đấy, các bạn nhìn xem này, giờ ví dụ ở bên trái to, to hơn này, còn để một mịt để đều, cơ sở làm được đều lại cho các bạn, nhìn đi. Đấy các bạn hiểu không? Nếp mí to nhỏ tất cả là do mình để... Chị mình có thể cầm gương và xoay gương được ạ? Giờ còn hơi sưng một chút em nhé. Sau này nó nhỏ hơn đây một xíu em nhé, giờ sưng, em có hài lòng không? Đau nhiều không? Không. Đây. Bây giờ chúng ta có thể phỏng vấn vị khách hàng của chúng ta luôn ạ. Chị có hài lòng với nếp mí của mình hiện tại không ạ? Đây các bạn có thể theo dõi lại hình ảnh trước phẫu thuật của khách hàng để thấy được sự cải thiện rõ rệt trên khuôn mí của khách hàng nhé. Bác sĩ có thể phân tích một chút về khuôn mí của khách hàng hiện trước phẫu thuật và hiện tại không ạ? Với khách hàng này, các bạn nhìn thấy không? Khách hàng này là với khách hàng này đến tư vấn với chúng tôi là chúng tôi tư vấn cho khách hàng là bấm mí mũi tiếp theo các bạn nhé. Vì những cái nhược điểm như những cái này chúng tôi tư vấn bấm mí này, các bạn nhìn thấy da thừa của khách hàng tương đối ít, hầu như không có da thừa, cần không có nếp mí, cộng với nữa là các bạn nhìn thấy xương trần ổ mắt này, xương trần ổ mắt đây các bạn này, cái chỗ trên này của khách hàng là hơi bị thiếu mỡ các bạn nhé. Sau khi bấm mí thì đẩy số lượng mỡ thế này thì tạo cái tổ chức mô đệm, thì cái mô đệm này nó trượt xuống mới được như thế này các bạn nhìn thấy không? Ở trên cái hình ảnh này các bạn nhìn thấy không? Cái tổ chức mô đệm này nó không có này. Các bạn nhìn thấy này. Cái tổ chức mô đệm ở đây này các bạn này. Tổ chức mô đệm ở đây nó không có này. Hoàn toàn tổ chức mô đệm đấy không có. Tại cho mắt của khách hàng không có mí. Với con mắt này tướng đổi bé, các bạn nhìn thấy tướng đổi bé không? Thì chúng tôi tạo một cái nếp mí vừa bồ cáo để cho con mắt của khách hàng đỡ buồn. Các bạn nhìn thấy không? Đây. Vâng, các bạn có thể thấy được ở đây là
Và vị khách hàng của chúng ta thì rất là xinh xắn, chị có chỉ có một nhược điểm duy nhất ở trên khuôn mí thôi ạ, và hiện tại thì khuôn mặt của chị đã rất là hoàn hảo rồi đúng không ạ? Chị ơi, sau khi mà chị làm xong thì chị đã hài lòng với kết quả thẩm mỹ của mình chưa ạ? Vâng ạ. Nhìn rất là khác biệt đúng không ạ? Và hiện tại thì chi phí của hiện tại thì bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam có rất là nhiều chương trình ưu đãi dành cho các quý khách hàng. Các bạn hãy cùng đến với bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam để được tư vấn và thực hiện dịch vụ nhé. Hiện tại thì chúng ta không cùng bạn làm việc bác sĩ để bác sĩ thực hiện nốt các công đoạn cuối cùng cho khách hàng, nên chúng ta hãy để cho bác sĩ cùng thực hiện dịch vụ cho khách hàng các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong buổi livestream tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi livestream của chúng tôi. Xin chào.